Em nghĩ ông Tức sắp xảy ra án mạng rồi chưa? Lúc nãy em đi ngang qua phòng ông, ghé mắt vô xem, mà cây tay ông cầm hình như cái súng đó anh ơi. Miệng ông lẩm bẩm cái gì đó. Từ hành vi bất thường của ông chủ đến cuộc theo dấu kịp thời bởi hai thám tử nghiệp dư, bí mật nhanh chóng được hé lộ. Nhưng liệu đó có phải là tất cả sự thật? Con có chuyện gì hai cho con bệnh nhân hôm trước ấy, con muốn nói với ông. Mày im đi chưa? Không được nói cho ai biết. Thủ lĩnh băng trộm khét tiếng, lang đao được trả tự do. Đúng rồi, chính là hai cha con bệnh nhân tới khám đó. Như vậy là tụi nó đã xóa dấu vết. Chắc chắn là tụi nó còn quanh quẩn ở đâu đây thôi. Những diễn biến tiếp theo của loạt phim hình sự Kẻ Thủ Ác 21:30 thứ hai thứ ba trên truyền hình Vĩnh Đông 1. Mời quý khán giả chú ý đón xem.